một người dân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết anh đã chứng kiến nạn cướp bóc trong những ngày đầu tiên sau loạt trận động đất ngày 6 tháng 2. Cô Gizem đến từ thành phố Sẵn Lìu Afa phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, xác nhận cô cũng đã nhìn thấy những kẻ cướp bóc trong 4 ngày qua. Tình hình đang căng thẳng ở Hatay, một tỉnh phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cảnh sát đã bắt giữ 42 người vì tình nghi cướp bóc. Khi cảnh sát bắt giữ các nghi can, những người này mang theo tiền, điện thoại thông minh, máy tính, vũ khí, đồ trang sức và thẻ ngân hàng. Theo ghi nhận của hãng tin AFP, một số người tuyệt vọng vì thiếu thực phẩm và đồ dùng cho trẻ em đã đột nhập vào các siêu thị lấy hàng hóa vì viện trợ chưa tới. Nhiều máy ATM cũng đã bị phá hoại. Tại một cửa hàng điện thoại di động, chỉ còn lại biển hiệu, mọi thứ khác đều đã bị lấy đi. Ở cửa hàng quần áo bên cạnh, những ma nơ canh gần cửa sổ đã bị lột trần và xô đổ trong khi các kệ quần áo đã bị dọn sạch. Theo hãng tin AFP, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách trấn áp những người đi cướp bóc. Các nghi phạm bị buộc tội cướp sẽ bị giam giữ 7 ngày, thay vì 4 ngày vì đất nước đang trong tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, những tiểu thương buôn bán ở chợ cho biết họ sẽ tự thực hiện công lý, đồng nghĩa với việc họ sẽ đánh đập những kẻ cướp nếu bắt được.